Con chào ông. Con tên là Nguyễn Phương Nghi, con 11 tuổi. Con có 6 câu hỏi, mong ông giải đáp giúp giùm con. Rồi, dạ, câu 1, con xin đọc bài thơ Thiền Thanh Đại Nhất Tự Thiền. Buông dần thôi dứt hết liền tử sanh, ở trong vật lý đưa tranh, đưa tranh càng mạnh tử sanh kéo mình. Muốn hết tử sanh phải dần, dần tìm dần kiếm dần luôn lẫn bàn. Tâm dần thì được bình an, dần theo vật lý muôn ngàn an vui. Thiền Thanh phải bỏ cái tôi, vì tôi là ngã luân hồi phải đi. Như Lai Nhất Tự Thiền thì tánh an là được, vị chi cũng lìa. Trong bài thơ này có 2 chữ vật lý. Ông giải thích giúp giùm con vật lý là gì? Vật là vật chất. Cái lý là cái lý thuyết luận của nó đó. Và cái lý nhân quả của nó. Tất cả trên thế giới này, cái gì vật chất nó bị theo quy luật vật lý, là di chuyển vòng vòng đó, gọi là vật lý. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ 2, tu theo đạo Chúa sau khi chết được hành gì? Đạo gì? Đạo Chúa hả? Đạo phải đạo Chúa không? Dạ. Để lên thiên đàng sống. Thiên là trời, đàng là đường trên trời. Nữa con chết thì con lên đường trên trời, con sống. Thành gì thì lên trời, đó thành con của trời. Nghe không? Đạo Thiên Chúa là hay nhất á, lên làm con của trời, sướng nhất á. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 3, cõi cô hồn là gì? Cái gì? Nói rõ lại coi. Dạ thưa ông, cõi cô hồn là gì? Đạo cô hồn phải không? Dạ. Cái đạo danh vực. Cái đạo vực của người ta là đạo cô hồn. Thấy cái gì của người ta cũng vực hết đó là gọi là đạo cô hồn. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ 4, đạo nhân vô tu vô chứng nghĩa là gì? Là cái ông nào không có tu, không có chứng gì hết đó. Cái ông đạo đó không có tu, không có chứng gì là gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Nhưng mà ông đi về, ông biết đường về Phật giới. Cái ông đó đó, ông không tu không chứng mà biết đường về Phật giới, gọi là ông đạo nhân vô tu vô chứng. Rồi hỏi tiếp. Dạ câu thứ 5, khi nào trái đất bị hủy diệt? Cái gì? Nói rõ lại. Khi nào trái đất bị hủy diệt? À, khi nào trái đất bị hủy diệt phải không? Đúng phải không? Chừng nào nó bể nó hủy diệt. Bây giờ trái đất nó không có hủy diệt bây giờ đâu, hủy diệt. Hủy là nó bể luôn à. Kêu vào nó thấy cái tuổi thọ nó bệnh nó gần chết chứ nó chưa có bể ra đâu. Cái chu kỳ 10.000 năm trái đất sẽ bị hủy diệt một lần chứ không phải hủy diệt, hủy diệt. Quỷ diệt sự sống trên trái đất này là gọi là quỷ diệt. Còn hoại diệt là nó bể luôn. Bể luôn là 10 tỷ năm. Mà trái đất này hiện giờ là 7 tỷ rưỡi năm rồi đó. Thì còn lâu lắm. Nếu mà cháu làm người cứ 100 năm thì còn bao nhiêu nữa? Mấy 2.000 mấy trăm đời nữa, không sao rồi. Còn lâu lắm. Thấy không? Trái đất con phải hiểu trái đất bị quỷ diệt sự sống 10.000 năm. 10.000 năm làm lần. Còn bị hoại diệt là 10 tỷ năm. Mà giờ trái đất này 7 tỷ rưỡi năm rồi đó. Tất nhiên còn 2 tỷ rưỡi nữa, còn lâu lắm. Thấy không? Lo học hành đi cho lớn đi. Giờ nữa thì học đường về Phật giới, hoặc là học lên thiên đàng, có 2 đường. Một là thiên đàng với Phật giới 2 nơi. Con muốn về nơi nào thì về. Rồi hỏi tiếp. Dạ, khi đó trung ấm thân mình sẽ đi về đâu? Trung ấm thân đi chết gì để đâu là do cái nghiệp của mình chứ. Ví dụ trong trái đất này có lục đạo luân hồi, 6 đường luân hồi. Còn một đường trở về Phật giới là do cái nghiệp của mình. Nếu mình tạo nghiệp dương thì lên trời, tạo nghiệp ác ở trái đất này. Còn tạo công đức không nghiệp, nghe nhớ, công đức không nghiệp trở về quê cũ làng xưa. Là nơi Phật giới đó. Qua bên đó là không có nam nữ. Không có khổ như ở thế gian này. Thế gian này khổ là gì? Phải ăn mặc rồi lo đủ chuyện hết, lo nhà cửa. Bên nó khỏi có nhà cửa hết. Con đi thì có cái pháp thân của con, nó chụp lại con, hình kim thân Phật nó chụp lại. Ha, con nghĩ nó chụp lại, không ai, con di chuyển rất nhanh. Từ đây qua Mỹ chưa tới một giây. Thì con suy nghĩ đi.
Nó đi càng khôn vũ trụ trong vòng một ngày là hết rồi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu cuối cùng. Xin ông giải thích dùng con từng chữ trong 16 thứ tánh thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thì, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Rồi, đây là 6 thứ tánh của người thọ. Là cái thọ là nhận, cái gì cũng nhận vô hết. Thọ, tưởng, tưởng đủ thứ, tưởng 84.000 cái tưởng. Hành là hành động làm việc của mình đó. Thấy không? Thọ, tưởng, hành, thức, thức là cái biết của mình. Cái biết phải, biết quấy, biết hơn thua. Tài là tiền, tài, danh lợi. Thọ, tưởng, hành, thức, tài. Còn sắc là ham mê cái sắc. Sắc gì? Ham mê cái xe đẹp, ham mê cái nhà đẹp. Con người nữ ham người nam đẹp. Thấy không? Tại cái sắc đó là người nam ham người nữ ham người là cái sắc. Tài sắc danh, danh là mình muốn được, mình có danh tiếng hơn người ta. Thực là muốn ăn hơn cho người ta, ăn ngon, cái gì cũng không ngon người ta. Rồi thực, rồi thì, ngủ, ngủ vậy, ngủ sang trọng. Rồi tham, cái gì cũng muốn đem về cho mình hết. Rồi sân, muốn cái gì không được thì tức, buồn, giận lên, la lên là sân. Si, không được thì không chịu ngủ, cứ mê hoài, nhớ hoài, sân si. Mạng là cái là kiêu ngạo, người ta là giỏi nhất. Nghi là thấy ai cũng sợ thì cướp mình, tham sân si, mạng nghi. Ác, vì thế mà mình dùng thủ đoạn để ác với người khác. Thế đó thì gọi là ác. Kiên, kiến là kiến chấp, ta là giỏi nhất, cái gì cũng ta cũng là giỏi nhất, gọi là tham sân si mạn nghi ác kiến. Thấy không? Rồi còn nữa không? Con cảm ơn ông.